Theo để có thể sở hữu một cái vòng mộc đẹp và căng tròn nề nở như thế này khi đến với bệnh viện thẩm mỹ Medica. Em chào chị Tuyết Anh ạ. Nâng vòng 1 có được bảo hành không vậy em? Đối với những cái dịch vụ nâng vòng 1 tại bệnh viện thẩm mỹ Medica thì đều được bảo hành chị Tuyết Anh nha. Và đặc biệt là đối với hai cái dòng túi là Nano Chip và Nano Chip Perfect thì mình sẽ được bảo hành đối với cái dòng túi là trọn đời và vĩnh viễn luôn. Và chúng ta cũng sẽ có những cái mức giá rất là hấp dẫn cho hai cái dịch vụ này. Đối với dịch vụ là nâng vòng 1 nội soi túi Nano Chip Perfect thì mình có mức giá là 66 triệu đồng. Tương ứng với mức giá gốc là 88 triệu, mọi người sẽ được giảm giá lên đến 22 triệu đồng nếu như mà chúng ta đăng ký ngay trong cái post livestream này. Bên cạnh đó thì một cái dòng túi cũng thuộc cùng cái hãng với cái dòng túi Nano Chip Perfect là Nano Chip là chúng ta cũng sẽ được giảm giá 54.750.000 đồng thay vì mức giá gốc lên đến 73 triệu. Và đối với hai cái dòng túi Nano Chip và Nano Chip Perfect như thế này thì ngoài những cái ưu điểm là có độ bền rất là tuyệt vời, độ đàn hồi rất là cao và có cái lớp vỏ nano lên đến tận 7 lớp, thì còn một cái đặc điểm nữa làm nên cái tên gọi của nó là Nano Chip và Nano Chip Perfect, tức là đối với hai cái dòng túi này thì chúng ta sẽ có một cái con chip siêu nhỏ ở trong cái túi. Và cái con chip này nó có cái tác dụng như là một cái thẻ bảo hành điện tử lưu giữ lại những cái thông tin về ngày giờ thực hiện, thông số sai, thông số kỹ thuật. Và sau một cái thời gian rất là lâu và mọi người vẫn có thể kiểm tra cái tình trạng ngực của mình thông qua một cái máy quét của hãng Motiva. Và cái con chip này nó sẽ không có khả năng định vị, nên khi mà chúng ta đi qua những cái cửa hải quan, chúng ta đi qua những cái cửa mà nó có những cái gắn chip thì mình cũng sẽ không có bị kêu hoặc là làm lộ những cái thông tin cá nhân của mình. Cái vấn đề này thì mọi người chúng ta không cần phải lo lắng này. Và chương trình chúng ta sẽ được áp dụng kể từ ngày hôm nay ngày 16 cho đến hết ngày 23 tháng 5. Và tại Bệnh viện Thẩm mỹ Medica, anh Ngọc nhắc lại một lần nữa là chúng ta sẽ được làm việc cả hai ngày thứ Bảy và ngày Chủ nhật. Và cái quy trình cho một cái dịch vụ phẫu thuật nâng vòng 1 thì nó được gói gọn rất là nhanh thông qua những bước sau đây. Đầu tiên là quý khách hàng của chúng ta sẽ gọi điện hoặc là chúng ta inbox để mình có thể sắp xếp cái thời gian tới thăm khám và tư vấn cùng với các bác sĩ. Và cái quá trình thăm khám và tư vấn thì hoàn toàn là miễn phí. Mọi người có thể chủ động đặt lịch xếp hẹn theo cái thời gian mà mình mong muốn này. Bên cạnh đó thì mình cũng sẽ được các bác sĩ tư vấn về cái dòng túi ngực, về cái size túi ngực, về cái phương pháp mổ để phù hợp nhất với mình. Và tất nhiên là chúng ta sau khi đã được tư vấn cũng như đã thông tư tưởng rồi thì mình sẽ tiến hành là mình thanh toán viện mình sẽ đóng cái viện phí và mình sẽ được thực hiện cái ca mổ tại khu vực lầu 4 là khu vực phòng mổ đã được vô trùng vô khuẩn với đầy đủ những cái trang thiết bị máy móc rất là hiện đại tại Bệnh viện Thẩm mỹ Medica. Khi mổ thì mọi người sẽ được thực hiện từ 90 cho đến 120 phút và được gây mê hoàn toàn. Mổ xong mình sẽ được chăm sóc hậu phẫu tại bệnh viện trong thời gian là 1 ngày 1 đêm trước khi chúng ta xuất viện ra về, và khi mình xuất viện ra về thì cũng sẽ đi kèm những cái đơn thuốc mà các bác sĩ đã kê. Và sau cái thời gian từ 1 cho đến 2 tuần, mình sẽ quay trở lại bệnh viện để thăm khám và các bác sĩ cũng sẽ theo dõi sát sao cái quá trình phục hồi, và có bất cứ một cái vấn đề gì sau khi phẫu thuật thì mình đều có thể liên hệ và mình được giải đáp tại Bệnh viện Thẩm mỹ Medica. Và với cái số hotline của Bệnh viện Thẩm mỹ Medica chúng ta đang sử dụng là số 19006566 và địa chỉ trực tiếp ở số 262 đường 3 tháng 2 phường 12 quận 10 thành phố Hồ Chí Minh. Và Bệnh viện Thẩm mỹ Medica chỉ có một cơ sở duy nhất trên cả nước thôi. Và nếu như mà quý vị khách hàng của chúng ta không có những cái câu hỏi nào khác thì anh Ngọc cũng sẽ kết thúc cái post live stream này ở đây. Và mọi người chúng ta cũng đừng quên like và follow fanpage của Bệnh viện Thẩm mỹ Medica để có thể cập nhật thêm những cái thông tin về những cái chương trình ưu đãi thường xuyên được diễn ra. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.